Em rủ là qua liền luôn á. Em bước vô cửa thì nói thôi bây giờ bà ngủ trên đi, tôi ngủ dưới. Bà luôn, lúc đó kêu bà. Ờ, ông với tôi, bà tôi mà. Cái xong rồi nói ừ, ông ngủ dưới đi, tôi ngủ trên. Xong bà vô toilet, bà thấy đầm ngủ ra. Em nói thôi chết mày rồi Thành ơi. Rồi đêm đó có chết không? Chết luôn rồi, đêm đó bùng cháy mà. Và hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay, cùng chào đón với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Bây giờ mình chào chị thôi. Dạ. Anh là phải đi với chị. Đó. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Đó. Em tên là Trương Minh Thành. Năm nay em 25 tuổi, em đang làm việc và sinh sống ở Vũng Tàu. Công việc hiện tại là cho thuê xe dịch vụ tự lái. Tức là ở Vũng Tàu mới vô đây. Dạ đúng rồi. Hôm nay để tham gia chương trình. Đúng không? Rồi, giờ tới em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Lương Thị Mỹ Linh. Hiện tại em cũng 25 tuổi, bằng tuổi ông xã em. Dạ, em cũng sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Em là chuyên viên kinh doanh của trung tâm tiệc cưới ạ. Trung tâm tiệc cưới, rồi, đoán nghe. Đoán đi. Ông này ông đi ăn đám cưới của bạn. Ăn trong cái nhà hàng tiệc cưới, cái thấy cái cô nhân viên này dễ thương quá. Thế là ông ra ông cua cuối cùng dính. Sai, đúng không? Dạ. Hai vợ chồng em quen nhau hồi năm 11 tuổi là học chung lớp 6. Tức là trước đó thì ở chung xóm luôn nhưng mà họ còn nhỏ thì không có biết. Thế là em mới gom mấy đứa lại vô học nhóm. Vậy gom về hết nha em. Trong xóm thì chỉ có một mình nhà bạn này là không có xe đạp. Là em là phải trực chiến, là em phải đi đưa đón mỗi ngày luôn. Bắt đầu kiểu như đưa đón lâu ngày qua lại, cái nảy sinh tình cảm. Vậy nhưng mà lúc đó là em là khi mà gặp cô này là em đã có cảm tình gì có không? Lúc đó đen lắm anh, không có xài kem trộn nên là không có trắng được giống vậy. Rồi, lúc đó còn không có dùng kem trộn nữa hả? Rồi đưa đi đưa lại bao lâu thì mới có tình cảm? Khoảng tới hè năm lớp 6 bắt đầu là quen. Xong rồi cái em mới về em nói mẹ, em nói bé Linh học giỏi mà nó cũng đẹp nữa, chắc con thích nó mẹ. Cái mẹ nói ok, thích mấy đứa học giỏi là mẹ chịu à. Rồi mẹ công nhận chịu chơi thiệt à. Dạ. Còn em sao, em có ấn tượng gì ảnh không? Dạ em cũng thích nữa, tại vì ga lăng lắm anh. Qua chở em đi học này kia. Với lại nhất là mẹ chồng em tâm lý lắm. Rồi còn chở em đi uống cà phê nữa, rồi nói hai đứa ráng học nha, rồi quen nhau tới lớn luôn nha con. Rồi tình cảm từ lớp 6 nè, bắt đầu là lớp 6 là coi như là đã thích nhau thôi. Thích nhau. Dạ. Tụi em thích nhau từ hè lớp 6 tới hết học kỳ 1 lớp 7 là chia tay. Ủa sao vậy? Phải chia tay thôi, con nít mà. Nó dành một cái bánh thôi nó cũng chia tay nữa em. Chia tay là tại vì bạn này không biết bạn học ai á, mà bắt đầu bạn lên lớp 7 là bạn cắt tóc. Cắt tóc ngắn rồi tóc tém rồi bắt đầu cúp học. Lúc đó là giống như em nổi loạn, em thấy mấy chị trong trường đồ cắt tóc ngắn đồ đúng rồi, đẹp đúng rồi, á, rồi chạy xe đồ mấy cái chiếc mà kiểu đua đòi của em đua đòi á. Xong rồi cô không cho làm học trưởng nữa, bắt đầu em làm học trưởng. Rồi lúc đó là ghét nhau. Em nghỉ chơi luôn. Em cướp ngôi luôn đúng không? Như là sau đó là ghét nhau tới bao lâu thì tới khoảng 5 năm sau. Lúc đó thì tình thế nó khác rồi. Tình thế lúc đó là em đang học quay phim chụp hình trong một cái studio. Đang lướt Facebook cái thấy Zalo gì thấy Facebook theo còi là để cái hình đại diện là bà này. Nhấn vô thì thấy là đang gửi lời mời các bạn cho mình, thì mình thấy bạn mình chấp nhận. Tới khoảng chừng 4-5 tháng sau, tới ngày 20 tháng 11, là mới liên hệ lại một cái nữa, gom mấy đứa hồi xưa học chung lớp 9 mình để 20 tháng 11 đi thăm cô. Thì bà nói là thôi bây giờ Linh đang có xe nè, để Linh qua chở Thành đi. Em dạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian dài như vậy đó, là tụi em giống như Linh đi, Linh có người yêu chưa? Dạ em có người yêu luôn. Dạ em có rồi. Lúc đó thì em lúc 20 tháng 11 đó là vừa mới chia tay người yêu rồi. Lúc mà gặp lại thì cái tình cảm nó có khác đi không? Gặp nó lại cũng bình thường, tính bơ. Vậy hả? Nhưng mà cái mấu chốt, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sáng thì đi họp lớp xong rồi nhà ai nó về. Tới tối thì ở trong studio của em là có một cái chú make up, thì hai chú cháu chơi thân lắm, nói thôi tối nay buồn quá đi đâu chơi Thành. Em mới hỏi bây giờ đi đâu chú? Giờ đi big club đi. Mày vô đó bây giờ chưa? Chưa, nhỏ lớn cũng chưa vô đó bây giờ luôn. Vậy mày phải rủ thêm một con nhỏ bạn của mày đi nữa mới được. Em nhắn tin hết nguyên mười mấy đứa con gái mà hồi sáng em rủ họp lớp á, là không đứa nào đi. Có mình bà này bà đi. Đi. Vô thì thấy bà này bà uống ghê lắm.
bà uống mà hình như là 7-8 lon liền luôn. Cái xong rồi hỏi, ủa sao hôm nay Linh buồn vậy, buồn chuyện gì, uống dữ gì? Không, uống gì. Chia tay người yêu hả? Em nói rồi, kiểu này chia tay yêu rồi. Xong rồi cứ chơi vậy tới tầm 11 giờ là về rồi. Lúc đó là leo lên xe, chạy tới đầu hẻm đường Hoàng Hoa Thám. Xong rồi kêu, bây giờ đi vô hẻm rồi số nhà nhiêu. Vừa quay qua hỏi là cái bà té cái đùi, bà cắm đầu luôn. Té cắm đầu luôn. Là bà bất tỉnh luôn, bà không có biết gì hết. Cái, rồi em đưa bà đi đâu? Cái hoảng quá, em hoảng quá, em kêu, chú ơi chú, giờ nó xỉn thì nó không biết gì hết, cái giờ sao trời. Cái xong rồi nói, bây giờ chú chỉ nè, mày đưa nó vô nhà nghỉ khách sạn đi, mày lấy chứng minh của nó, mày để lại lễ tân á, xong rồi đưa nó lên phòng rồi chốt cửa trái lại rồi mày về đi, sáng mai nó tự trả tiền nó về. Rồi mà em vô tới khách sạn rồi mà em không nỡ về, sợ nhiều khi nó xỉn, nó lăn, nó té rồi nó ói hay nó làm gì sao? Đúng không? Cái xong rồi em mới lấy mền gói em trải xuống đất á, em nằm nửa đêm tầm 2-3 giờ sáng á, vậy nó hang đau đầu quá. Em nói thôi bà, giờ bà tỉnh rồi tôi về. Nó nói không về, kêu lại tâm sự chuyện gia đình. Nói, đâu phải Linh muốn vậy đâu, Linh bất hạnh lắm chứ Linh đâu được như Thành, có đầy đủ ba mẹ yêu thương. Nói chung là mà khóc đúng vô cái tổn thương của em nữa, là ba mẹ em cũng chia tay rồi, cũng thiếu thốn tình cảm. Giống như là mình nghe bả tâm sự đêm đó xong mình cảm thấy xưa giờ không phải là cái tính cách của bả nổi loạn, mà giống như là bả đang buồn gia đình á. Coi như là ngày hôm đó có bao nhiêu là kể ra hết, là bắt đầu là có một suy nghĩ khác về đúng Linh rồi. Đúng không? Bắt đầu có suy nghĩ khác. Và kể từ sau đêm đó thì tình cảm hai bạn như làm sao? Ra về, sáng sau ra về. Thì cỡ 3-4 ngày sau thì đi chơi về. Tối nhắn tin là thôi bây giờ Thành qua nhà Linh ngủ chung đi. Em mới nói là chết rồi, kèo này vô rồi, dính kèo rồi. Không, nhưng mà lúc đó Linh ở với ai mà lại rủ Thành về được? Dạ em ở một mình thôi. Em về Vũng Tàu em đi học em ở có một mình thôi. Mở nhà thuê? Dạ sao? Em ở phòng trọ. Rồi sau đêm đó có qua không? Có anh. Dạ có. Có. Em rủ là qua liền luôn á. Em bước vô cửa thì nói thôi bây giờ bà ngủ trên đi, tôi ngủ dưới. Bà luôn, lúc đó kêu bà. Ông với tôi, bà tôi mà. Cái xong rồi nói ông ngủ dưới đi, tôi ngủ trên. Xong bà vô toilet, bà thấy đầm ngủ ra. Em nói thôi chết mày rồi Thành ơi. Rồi đêm đó có chết không? Chết luôn rồi. Đêm đó bùng cháy mà sáng hôm sau. Sáng hôm sau dính lẹo luôn, dính như Sam vậy đó. Rồi sau đó thì tình cảm của các em là phát triển như thế nào? Có trơn tru bằng phẳng không? Cũng không trơn tru lắm. Tại vì yêu nhau được khoảng 4 tháng thì tụi em có con. Có em bé hả? Có con thì cái giai đoạn đó mới đúng là cái giai đoạn khủng hoảng của hai đứa. Em thì lúc đó đang học nghề nữa, đâu có tiền bạc hay là công ăn chuyện làm gì đó. Giai đoạn đó nó khó nói chuyện với hai bên gia đình lắm. Là tụi em cũng không có dám làm đám cưới, đợi tới khoảng 4 năm sau là mới dám làm đám cưới. Nhưng mà tụi em lúc đó tụi em giải quyết cái khủng hoảng đó như thế nào? Nói chung là em cũng không biết sao vượt qua được luôn. Dạ. Lúc đó là chồng em là ai kêu cái gì cũng làm á, để có tiền. Rồi em thì một phần là cũng có bên dì em, rồi cũng cho thêm tiền bạc này kia. Rồi còn mà nói về vấn đề mà tâm lý của mình hay là mình cần sự tư vấn của ai thì không có. Tất cả cái gì là phải tìm hiểu trên mạng hết. Dạ. Từ cái thời điểm có bầu luôn đến lúc mà đi đẻ luôn là chỉ có hai vợ chồng. Đẻ em bé ra xong rồi mới gọi ba mẹ tới. Rồi lúc đó ba mẹ, phản ứng của ba mẹ như thế nào? Dạ cũng bình thường lắm, ba mẹ tới rồi xong rồi cũng về. Hai vợ chồng em rồi tự chăm sóc con luôn, ảnh nuôi em trong giai đoạn em ở cử hết luôn. Dạ, vậy giỏi một tay vậy đó hả? Dù hai đứa thương nhau cho nên là dù như thế nào nữa cũng có cách vượt qua hết. Nhưng mà ảnh có phải là thuộc tiếp người đàn ông lãng mạn không? Dạ rất là lãng mạn, rất là hài hước. Tặng cái món quà mà em gọi là em nhớ nhất, em hạnh phúc nhất luôn á, là bữa đó là em đi làm thêm về, ảnh mới chở em lên Hải Đăng chơi, mới nói là bây giờ bà xã nhắm mắt lại đi, anh tặng cho bà xã cái món quà này, là anh cũng dành hết cái tâm huyết của anh luôn á. Rồi em cũng bất ngờ lắm, anh mới nói là giờ em mở cái hộp quà ra mà có quay clip luôn. Mình mới hỏi là anh tặng em cái gì hả, nói luôn đi. Nói anh tặng em cái giỏ Chanel. Mình nói làm gì mà có tiền mà tặng em cái giỏ hàng hiệu vậy. Xong anh mới kêu thì bây giờ em cứ mở ra em coi đi. Em mở ra em xem, anh biết trong đó có gì không? Cái giỏ mà người ta đựng gà dưới quê sách. Sách mấy gà đi bán ngoài chợ. Có giỏ cói á. Dạ, viết xịt sơn lên quyến chữ Chanel màu đen lên trên đó. Mở ra. Ở đó em mua có 13.000. Mà em xúc động á, em cảm giác là ông này ông nhiều trò lắm. Dạ đó, ông làm mình vui như vậy, không có cần món quà giá trị hay là gì hết, nhưng mà em cảm thấy em rất là hạnh phúc.
Dạ. Thực ra phụ nữ á, nhiều khi mình tặng đúng thời điểm đúng lúc dạ, đúng là rồi. Cái gì cũng vui á. Dạ. Bây giờ là dạ. Bây giờ là em bé được mấy tuổi rồi ta? Bốn tuổi dạ. Ha, bé trai bé gái vậy? Bé trai dạ. Như vậy là tụi em mới cưới đây thôi. Dạ, mới cưới hồi 31 tháng 8. Là chính thức là vợ chồng đó. Dạ. Đúng chưa? Và bây giờ ở với nhau nhưng khoảng thời gian như vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Cho vợ em nói trước anh. Chắc rành lắm không Linh? Dạ, chồng em thì ảnh cũng hài hước lãng mạn vậy đó. Nhưng mà công việc áp lực á, ảnh cọc tính lắm. Ảnh cứ lầm lì, nhìn mặt ảnh sợ lắm. Em không dám lại gần, không dám nói chuyện nữa. Dạ, mà hay xấu tính đói. Đói bụng vô là hả, hung dữ lắm anh. Ra quán mà kêu mà không có là đùng bỏ đi, chứ không có ngồi chờ như người ta được. Có khi nào đập đồ đập đạc không? Dạ, chỉ có mấy lúc giận nhau á là em lúc nào em cũng im lặng hết, em không nói. Còn riêng ảnh là ảnh muốn bùng phát, ảnh muốn bùng cháy ra là ảnh sẽ xuống ảnh đập cửa. Ảnh kêu bây giờ ảnh đi chứ không có ở nhà, cứ xách xe đi thôi. Chị giận nhau mà xách xe đi, mà ai biết đi có chuyện gì hay sao, hay là đi đâu, đi với bồ nhí gì sao em biết được. Em đâu cho đi đâu, em giấu chìa khóa, lấy búa đập ổ khóa luôn chị. Rồi 2 giờ đêm làm rần lên vậy đó. Dạ. Tức là em khóa nhà không cho ra ngoài đúng không, mà đập ổ khóa luôn. Đập ổ khóa luôn. Là nóng tính nè, rồi còn gì nữa? Nóng tính, xấu tính đói, rồi còn gì nữa? Như vậy thôi. Vậy ảnh sống ảnh nề nếp quá. Nề nếp. Cụ thể coi. Là giờ giấc phải khoa học. Sáng là đúng giờ là phải dậy, còn tối là phải đúng giờ là đi ngủ. Không có cho con đi chơi trễ tí xíu về cũng khó chịu. Mà khó chịu không có nói, cũng mặc một đống lầm lì vậy luôn. Nguyên tắc. Dạ, sống nguyên tắc lắm. Rồi, giờ tới em đó Thành. Linh có tật xấu gì không? Vợ em thì được cái cũng giỏi chuyện giường chiếu lắm anh. Giường chiếu là chắc là sạch sẽ được hả? Dạ, thì giường chiếu là ở đâu có giường với chiếu là ở đó nằm ngủ được. À, trời, làm hết hồn hết vía. Ngủ bất chấp luôn anh. Em ví dụ như 7 giờ rưỡi là con phải có mặt ở trường. Thì 7 giờ rưỡi mới dậy. Kêu con dậy xong rồi nó con nít, nó đâu biết giờ này là sớm hay trễ đâu. Nó cứ lăn lộn qua lại đó, xong rồi bà này bà quạo bà la, nói nằm lăn lộn nó mày đánh giờ trễ học rồi. Cái nhỏ bị la, nhỏ sợ, nhỏ khóc. Khóc xong hai mẹ con cứ nó qua nó lại vậy đó. Tới 8 giờ luôn mới tới trường. Đưa con đi học về cái bấm máy giặt. Cho máy nó giặt thì tranh thủ máy giặt thì làm giấc. Tức là máy quá giặt. Giỏi cái vụ giường chiếu. Nói chung là dễ ngủ đó, người dễ ngủ. Nó dùng cái chữ quá hay, giỏi chuyện giường chiếu. Giường chỗ đúng nào rồi. Ngủ được, chiếu chỗ nào ở đâu cũng ngủ được. Được. Chị có giỏi giường chiếu không nha? Chị giỏi giường chiếu xe cộ đồ. Em cũng vậy đó. Chị giỏi lắm, bà leo lên xe chưa là bao giờ biết mất ngủ. Còn sao nè? Còn một cái nữa là vợ em thì không có thích làm chuyện nhà. Không thích rửa chén, không thích nấu cơm. Quét nhà thì chắc năm quét được khoảng mấy lần á. Là em làm hết luôn hả? Dạ, thì em làm hết. Bây giờ em sống chung lũ luôn rồi, em chấp nhận không? Rồi có ghen không? Trời ơi, em ở ghen dữ lắm á. Thí dụ đó, một vài câu chuyện coi. Cái chuyện mà đáng nhớ mà cũng chắc cũng đáng buồn nhất là cái lần đó em với mấy đứa bạn cấp 2 của em á mới rủ nhau đi hát karaoke. Xong rồi trong cái đám bạn đó thì cũng có một người bạn gọi là lúc mà chia tay, bà này năm lớp 7 thì năm lớp 8 em quen người đó, cũng trong lớp luôn. Cái xong rồi bà này bà thấy có mùi rồi. Bà đánh hơi ghê lắm. Bà hỏi đâu à, nói đi hát karaoke. Hát karaoke với ai? Đi mấy ông anh. Cái rồi nó nhắn số phòng chỗ em tới. Em cũng nhắn luôn, tại lúc đó em nghĩ bình thường lắm. Cái xong rồi tới mở cửa phòng ra quăng cái điện thoại vô mặt em một cái. Trời ơi em tê, đau lắm. Bả bỏ, bả đi về. Em cũng bẻ mặt của em đi về luôn, em đâu dám ngồi lại đâu. Nhưng mà lý do sao quăng điện thoại người ta? Tại vì em vô em thấy tàn con gái không mà có người yêu cũ của ổng đó chị. Có con trai nữa. Có con trai nhưng mà ổng ngồi kế con gái, ổng ngồi giữa của mấy đứa con gái không mà chị. Còn thằng con trai nó ngồi một bên hông kia. Vậy á? Dạ đó, tức có người yêu cũ nữa. Nên lúc đó là em tức quá. Cái cơn lên rồi mà. Đó là một trong những trận điển hình đó đúng không? Bạn bè nghỉ chơi luôn. Còn mấy trận đánh nhỏ lẻ nữa thì thôi khỏi kể anh. Rồi bây giờ em mong muốn cô Linh này thay đổi điều gì? Em mong cái chuyện giường chiếu bớt giỏi lại. Mình rảnh rỗi thì mình sắp xếp thời gian mình ngủ nghỉ không sao. Nhưng mà công việc nó cận kề thì tốt nhất đừng nên ngủ. Với lại cái thứ hai nữa thì dành thời gian chăm sóc bản thân ít thôi. Tại vì vợ em đã đẹp sẵn rồi. Nên là dành thời gian chăm sóc con nhiều tí. Chăm sóc con khỏi chăm sóc em tự chăm đó, sóc. Đó, nghe chưa? Rồi bây giờ tới Linh nè. Linh thì muốn Thành thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lúc nào cũng vui vẻ như vậy nè. Dạ, bớt cọc tính lại. Có chuyện gì thì nói đồ với em tiếng. Dạ. Đúng rồi.
Bây giờ người ta làm nhiều quá, người ta cũng bị stress luôn đó. Bây giờ la vợ thì là mang tiếng là sao mà người đàn ông ganh tị công chuyện nhà với vợ. Nhưng mà không la thì tự nhiên tất cả những cái điều đó nó chất chứa trong lòng rất là khó chịu. Thì thành ra là cái mong muốn của bạn Thành nó rất là chính xác đối với Linh đó. Yeah. Hiểu không? Cả tuổi thanh xuân đừng dành để ngủ, nghe không? Yeah. Thì bây giờ cái người phụ nữ là thực sự rất quan trọng trong cái gia đình nhỏ của mình. Còn Thành là như vậy là hoàn hảo rồi đó. Chị thấy Thành hoàn hảo rồi. Yeah. Khi mà em bỏ được tất cả những cái điều mà Thành mong muốn là tự động cơ mặt sẽ giãn ra, bớt lầm lì, sẽ cởi mở, sẽ vui vẻ hơn. Vậy thôi. Giống như ngày hôm nay khi mà bạn Thành có thể nói ra được, trút ra được thì bạn Thành rất là vui. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì đó, em cố gắng làm sao để mà Thành luôn luôn có được cái cảm xúc đó để mà Thành cởi mở. Yeah. Cố gắng sắp xếp cuộc sống, dung dán cuộc sống. Chắc chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, nghe luôn luôn vui vẻ như thế này. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Dạ.